Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phỏng vấn Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh về sự an toàn và hiệu quả của loại vaccine Verocen do tập đoàn Sinopharm của Trung Quốc sản xuất. Tỉnh Hòa Bình tập trung tháo gỡ khó khăn trong liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Hàn Quốc và Singapore nhất trí dỡ bỏ quy định cách ly bắt buộc đối với người đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có thông báo số 8500 về thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ. Để tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, đồng thời đảm bảo để người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được đưa đón về quê an toàn, chu đáo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1625-122-DK. Việc phối hợp đưa đón người dân phải được thực hiện nhanh, nhịp nhàng hơn, không để ùn ứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ. Các địa phương tình hình dịch bệnh còn chưa được kiểm soát hoàn toàn nhưng đã dừng thực hiện chỉ thị 16, tiếp tục tích cực vận động thuyết phục người dân yên tâm ở lại gắn với hỗ trợ an sinh và thực hiện khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn. Đối với những người vẫn muốn về quê cần chủ động lập danh sách thông báo cho địa phương nơi đến và tổ chức đưa đón đến tận nơi đến. Đối với những người dân đã ra tới các chốt kiểm soát cửa ngõ của tỉnh, thành phố để về quê thì phải thực hiện ngay việc phân nhóm, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dịch tễ, liên hệ với tỉnh, thành phố nơi đến và tổ chức đưa người dân đi. Bố trí phương tiện vận chuyển an toàn đối với người già, phụ nữ có thai, trẻ em có nhu cầu. Các tỉnh, thành phố dọc đường đi có trách nhiệm phối hợp đảm bảo an toàn giao thông thông suốt và có sự hỗ trợ nếu cần thiết. Các tỉnh, thành phố nếu phát hiện có người dân tự phát từ vùng dịch về quê đang đi qua địa phương mình thì cần chủ động hỗ trợ cần thiết, thông báo cho các tỉnh, thành phố nơi đến và tổ chức đưa người dân di chuyển an toàn, không để lây lan dịch bệnh. Bố trí phương tiện chuyên chở thuận lợi nếu người dân không có phương tiện phù hợp. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh vừa phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 13 với 200.000 liều vaccine Verocen do tập đoàn Sinopharm của Trung Quốc sản xuất. Lượng vaccine này được mua từ nguồn ngân sách nhà nước. Tỉnh Hòa Bình phân bổ số vaccine này cho 12 đơn vị, gồm thành phố Hòa Bình 32.000 liều, Lương Sơn 32.000 liều, Lạc Sơn 26.000 liều, Kim Bôi 25.000 liều, Yên Thủy 15.000 liều, Lạc Thủy 20.000 liều, Cao Phong 10.000 liều, Đà Bắc 11.000 liều, Tân Lạc 15.000 liều, Mai Châu 11.000 liều, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh 2.000 liều và Bệnh viện Đa khoa tỉnh 1.000 liều. Ngay khi quân khu 3 vận chuyển lượng vaccine này về tỉnh Hòa Bình, các cơ sở y tế sẽ triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 13. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận rất nhiều loại vaccine như AstraZeneca, Pfizer, Moderna để phục vụ tiêm cho công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Đặc biệt tới đây, tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp nhận vaccine Verocen do tập đoàn Sinopharm của Trung Quốc sản xuất. Đây là loại vaccine đã được WHO kiểm định và phê duyệt. Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Ái Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh về sự an toàn và hiệu quả của loại vaccine này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa bà, tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp nhận bao nhiêu liều vaccine của Verocell của tập đoàn Sinopharm do Trung Quốc sản xuất và dự kiến sẽ phân bổ cho các địa phương như thế nào? Theo quyết định phân bổ của Bộ Y tế, thì tỉnh Hòa Bình sẽ được tiếp nhận 200.000 liều vaccine Verocell do Sinopharm Trung Quốc sản xuất. Về chủ trương thì đợt kỳ này thì vẫn sẽ tập trung để ưu tiên cho các cái trung tâm, khu vực trung tâm thành phố Hòa Bình hay là các cái khu vực mà ưu tiên các cái vùng thị trấn, thị tứ, các cái vùng mà tiếp giáp danh với khu vực Hà Nội cũng như là các tỉnh, đặc biệt là ở cái khu vực hiện nay đang giáp danh Hà Nam, cái khu vực đang có dịch. Số liều vaccine được phân bổ thì sẽ được phân bổ trên cái cơ sở nguyên tắc là chúng tôi cũng rà soát trên các cái số liệu của các số đối tượng và các cái số mũi tiêm đã được tiêm để và có cái sự tính toán ưu tiên cho các cái vùng trọng điểm hoặc là các cái vùng mà khu kinh tế. Được biết đây là loại vaccine đã được WHO phê duyệt, vậy tính chất của loại vaccine này như thế nào, mức độ an toàn và hiệu quả của vaccine Verocell của tập đoàn Sinopharm so với các vaccine phòng chống COVID khác ra sao thưa bà? Đây là một cái loại vaccine được sản xuất theo cái công nghệ là bất hoạt virus
Thế nhưng mà để giữ lại, vẫn giữ lại để đảm bảo là không gây bệnh trong quá trình sử dụng vaccine, nhưng mà lại kích thích được cơ thể để sinh ra kháng thể, sẽ đảm bảo cái cơ bản là các vaccine này là an toàn trong cái quá trình sử dụng. Những cái phản ứng phụ mà đã được ghi nhận ở các cái quốc gia mà đã sử dụng vaccine này, cũng như là ở Việt Nam cũng đã sử dụng vaccine này, thì có thể là ghi nhận một số những cái phản ứng phụ, ví dụ như là có thể là đau mẩn hay là sưng tấy tại chỗ tiêm, cũng có thể mệt mỏi, cũng có thể là đau đầu, đau cơ, và hay là sốt, hay là có những cái phản ứng là ớn lạnh sau khi tiêm. Thì so sánh hiện nay thì so sánh với các loại vaccine khác thì nó cũng là như nằm trong những cái nhóm phản ứng thông thường. Vậy Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh có những cái phương án xử lý tình huống trong quá trình tiêm và sau tiêm như thế nào? Với cái phương châm là vaccine mà mình được tiêm sớm nhất là vaccine tốt nhất, là lần này với cái tiêm chủng là số lượng lớn, thì chúng tôi cũng đã có cái phương án báo cáo cũng như là tham mưu cũng như là hướng dẫn cho các cái đơn vị là trung tâm y tế các huyện thành phố tuân thủ các cái bước là sàng lọc cho các cái đối tượng trước khi được tiến hành tiêm chủng, và cũng cung cấp cho các cái đối tượng về cái thông tin về những cái phản ứng liên quan đến sau khi tiêm, thực hiện là bố trí các cái tổ thường trực cấp cứu lưu động để sẵn sàng là hỗ trợ cho các cái điểm tiêm trong các cái buổi tiêm. Đến thời điểm này thì Hòa Bình cũng đã triển khai qua 12 đợt tiêm với các vaccine. Chúng tôi cũng đã triển khai tiêm vaccine Verocell cho các cái đối tượng là người Trung Quốc. Thế thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái việc mà đã triển khai thì ghi nhận các cái phản ứng sau tiêm, thì chúng tôi cũng không ghi nhận những cái phản ứng trầm trọng, nghiêm trọng đối với cái việc là ngay sau khi tiêm. Xin cảm ơn bà đã tham gia cuộc phỏng vấn. Năm 2021, huyện Lương Sơn được giao nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh là hơn 147 tỷ đồng để triển khai thi công các công trình dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Đến hết tháng 9 năm 2021, tỷ lệ giải ngân đạt 93%, vượt so với kế hoạch đề ra. Kết quả này có được là do ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án để đẩy nhanh tiến độ thi công, có khối lượng thanh quyết toán, từ đó đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hạn chế đến mức thấp nhất việc chậm giải ngân hoặc không giải ngân được, phải điều chuyển vốn sang các công trình dự án khác đảm bảo tiến độ tốt hơn. Những tháng cuối năm 2021, huyện Lương Sơn tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục về đầu tư công, tăng cường công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có 421 dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng, trong đó tập trung chủ yếu là các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp với 283 dự án, 77 dự án đầu tư khai thác khoáng sản, 24 dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, các dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp chủ yếu là các dự án gia công lắp ráp, hàng may mặc, linh kiện điện tử, chưa thu hút được các dự án đầu tư vào ngành công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. Vì vậy, tác động trong chuyển giao công nghệ chưa cao, tác động lan tỏa và khả năng kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước còn thấp. Tỉnh Hòa Bình đang thu hút đầu tư phát triển công nghiệp theo hướng chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sử dụng ít tài nguyên, năng lượng, thân thiện với môi trường. Ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực tham gia hiệu quả và cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu. Các dự án tạo giá trị gia tăng lớn và không tiêu tốn tài nguyên, năng lượng cũng như không gây ô nhiễm môi trường. Các dự án chế biến nông nghiệp phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, đặc biệt là phục vụ cho vùng thủ đô Hà Nội và xuất khẩu với chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, liên kết trong sản xuất nông nghiệp nhằm hướng đến sản xuất hàng hóa mang lại giá trị cao, giúp người nông dân có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, việc xây dựng liên kết trong sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đối với một số sản phẩm chưa tạo tính bền vững trong sản xuất tiêu thụ còn qua nhiều khâu trung gian. Vì vậy, hơn lúc nào, đòi hỏi các địa phương cần có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ và xây dựng sản phẩm nông sản đặc trưng mũi nhọn. Nếu như trước đây, mỗi năm sản phẩm cá dầm xanh của gia đình ông Khả Văn Quang, chi hội nông dân nuôi cá nước ngọt xã Vạn Mai, huyện Mai Châu, tiêu thụ cho các nhà hàng quán ăn trong và ngoài tỉnh trên một tạ một năm, với giá bán khoảng 250.000 đồng một kg. Đây là sản phẩm mang tính đặc trưng của địa phương và thị trường tiêu thụ chủ yếu ở các cửa hàng dịch vụ ăn uống hoặc khách du lịch. Thế nhưng từ tháng 5 năm 2021 đến nay, việc tiêu thụ cá dầm xanh của gia đình gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các nhà hàng hầu hết đóng cửa, khách du lịch thì không có.
Bên cạnh đó, việc liên kết tiêu thụ sản phẩm ngoài tỉnh còn nhỏ lẻ qua nhiều khâu trung gian. Cái việc tiêu thụ thì chắc là thị trường thì nó cũng vì là cái cá này nó đắt quá. Thì nếu mình bán ra chợ bình thường thì cũng ít người ăn. Vâng. Cho nên nó chỉ vào những nhà hàng thôi. Cũng mong muốn là cái đào gia nó liên kết và liên hoàn ấy, thì mỗi một lần ở những chỗ thì là mình tiêu thụ được một nhà kiểu đấy. Cũng chịu ảnh hưởng chung do dịch COVID-19, sản phẩm đặc trưng của địa phương, rượu Mai Hạ, huyện Mai Châu gặp nhiều khó khăn. Mặc dù các hộ gia đình nấu rượu tại đây đều chú trọng về quy trình sản xuất rượu sạch và phát triển thương hiệu, đảm bảo an toàn, niềm tin cho người tiêu dùng. Thế nhưng giờ việc sản xuất chỉ là cầm chừng và việc tiêu thụ thì chậm. Hoạt động rất khó khăn do cái việc tiêu thụ sản phẩm đầu ra cũng khó, mà mình đi tìm nguyên liệu để về sản xuất các thứ cũng là điều khó. Tới đây thì cái rượu Mai Hạ, truyền thống Mai Hạ sẽ được tổ chức để làm cái dự án để đưa cái thương hiệu nó lên. Một là để mà khẳng định cái chất lượng, thứ hai cũng muốn mở rộng ra trong cái địa bàn của xã. Hiện nay tỉnh Hòa Bình đã hình thành được nhiều vùng sản xuất nông nghiệp và xác định sản phẩm chủ lực đối với từng địa phương. Trong đó, các cấp hội nông dân chú trọng xây dựng các mô hình, vận động hội viên chuyển đổi phương thức sản xuất. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, nhất là đối với các mặt hàng nông sản gặp khó do chi phí vận chuyển, thị trường tiêu thụ giảm. Vì vậy, một số địa phương trong tỉnh đã và đang từng bước tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ, như mở các cửa hàng nông sản an toàn, ký kết mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, có kế hoạch sản xuất, tìm kiếm thị trường phù hợp, từng bước tháo gỡ khó khăn trong liên kết và tiêu thụ đối với sản phẩm nông nghiệp. Sản xuất là sản phẩm, rồi là sản phẩm theo chuỗi, và đặc biệt là cái đề xuất với các cấp, các ngành hỗ trợ vốn để xây dựng các cái cửa hàng trong những cái lộ trình, những giai đoạn tới. Mà cụ thể là năm 2021-2025 thì chúng ta phải có cái đầu tư mạnh hơn về cái quảng bá, xây dựng hình ảnh thương hiệu sản phẩm. Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19, bên cạnh việc thay đổi tư duy, nhận thức của các hợp tác xã và bà con nông dân, thì rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn để hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ 4.0 trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, thành phố Hòa Bình linh hoạt áp dụng sách giáo khoa mới vào giảng dạy đối với lớp 2 và lớp 6. Huyện Lạc Sơn bảo tồn giá trị văn hóa các di tích lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa đối với lớp 2, lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, các trường học trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã cơ bản ổn định dạy và học, đã và đang có nhiều giải pháp giúp học sinh thích ứng tốt với chương trình sách giáo khoa mới, không để khó khăn làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm học 2021-2022 là năm đầu tiên học sinh lớp 2, lớp 6 trên cả nước thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa. Một trong những điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6 là có một số môn học tích hợp như khoa học tự nhiên gồm các phân môn vật lý, hóa học, sinh học, nghệ thuật gồm mỹ thuật, âm nhạc. Trong khi đó, phần lớn giáo viên hiện nay đều được đào tạo đơn môn. Để khắc phục, các nhà trường đã chủ động xây dựng thời khóa biểu linh hoạt, điều chỉnh theo từng giai đoạn, có sự cân đối giữa các phân môn, bảo đảm giáo viên được đào tạo môn nào vẫn dạy nội dung đó, không dạy chéo môn. Ở trường tôi thì việc sắp xếp giáo viên dạy theo tôi là khá hợp lý. Thay vì 3 giáo viên dạy hóa, sinh, lý riêng thì trường tôi là có giáo viên đào tạo luôn hóa sinh, nên chúng tôi chỉ 2 giáo viên dạy một phân môn khoa học tự nhiên. Đấy cũng là cái thuận lợi của trường. Tôi thấy trong cái chương trình sách giáo khoa 6 ấy, cái cách tổ chức hoạt động cũng rất là hay. Ví dụ như là cho học sinh được tham gia thảo luận rất là nhiều, được thể hiện ý tưởng và được làm việc nhiều hơn so với lại sách giáo khoa cũ. Khi mà chúng tôi dạy như vậy thì nó sẽ không bị chồng chéo chương trình. Thay vì trước kia chúng tôi dạy hóa riêng, sinh riêng, có những chương trình chồng chéo giữa hai môn, dạy đi dạy lại, nhưng bây giờ đã khắc phục được cái tình trạng đó. Đối với việc thay sách giáo khoa lớp 2 rút kinh nghiệm từ năm ngoái thay sách giáo khoa lớp 1, các nhà trường đã tổ chức giờ học linh hoạt phù hợp với đối tượng học sinh, nghiên cứu mạch nội dung, kiến thức trong sách giáo khoa để xây dựng các chủ đề học tập trên cơ sở vừa bảo đảm các yêu cầu cốt lõi về kiến thức, kỹ năng, vừa bám sát hướng dẫn tinh giản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuyệt đối không gây áp lực với học sinh.
giáo viên xây dựng bài dạy theo hướng giảm tối đa lý thuyết, tăng yêu cầu vận dụng kiến thức. Đối với cấu trúc sách giáo khoa mới thì có nhiều bài thì tổ chức các hoạt động là giúp chúng tôi là tổ chức dễ dàng hơn và có hoạt động thì phát huy cái năng lực phẩm chất của học sinh hơn ạ. Chúng tôi cảm nhận là nó cũng không có cái gì là nặng đối với các em cả. Và cái ngữ liệu thì cũng rất là phù hợp và chúng tôi cũng có thể là lựa chọn linh hoạt giữa các ngữ liệu với cả nhiều những cái đầu sách giáo khoa khác để chúng tôi có thể lựa chọn ạ. Cho nên ngữ liệu cũng rất là phong phú và phù hợp ạ. Một trong những điều kiện quan trọng để việc đổi mới chương trình sách giáo khoa đạt hiệu quả cao nhất là cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Tuy nhiên hiện nay, hầu hết các trường vẫn chưa được đáp ứng đủ yêu cầu này. Thì cái việc mà cung cấp cái thiết bị hình ảnh cũng như là những dụng cụ để phục vụ cho tiết học là rất cần thiết. Tuy nhiên đến thời điểm này thì nhà trường chưa nhận được, nhà trường đã có cái biện pháp là yêu cầu các thầy cô giáo đang trực tiếp giảng dạy khối lớp 6 sử dụng những thiết bị học tập. Ngoài ứng dụng công nghệ thông tin để giảng dạy ở trên máy chiếu thì các thầy cô sẽ tích cực sử dụng những thiết bị học tập của nhà trường hiện có để sử dụng làm sao cho hiệu quả nhất đối với khối lớp 6. Sau gần một tháng thực hiện chương trình sách giáo khoa mới, học sinh lớp 2 và lớp 6 đã ổn định, bước đầu có những tín hiệu tốt về ý thức, sự tự tin trong học tập. Các nhà trường chủ động khắc phục khó khăn, linh hoạt trong cách thức tổ chức dạy học, giáo viên và học sinh thích ứng tốt với việc dạy học theo chương trình sách giáo khoa mới. Năm đầu thực hiện chương trình sách giáo khoa mới đối với lớp 2 và lớp 6 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các nhà trường tiếp tục có nhiều giải pháp để tạo thuận lợi cho học sinh tiếp thu đủ khối lượng kiến thức mà không gây quá tải để phát huy tối đa hiệu quả của chương trình đổi mới giáo dục hiện nay. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Hàn Quốc và Singapore vừa nhất trí dỡ bỏ quy định cách ly bắt buộc đối với người đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Đây là thỏa thuận đầu tiên mà Hàn Quốc ký với một quốc gia khác về việc công nhận chứng nhận tiêm vaccine. Từ ngày 15 tháng 11, hành khách đã tiêm phòng đến từ Hàn Quốc nhập cảnh Singapore sẽ không phải cách ly 7 ngày theo quy định hiện hành ở Singapore. Điều kiện là có giấy chứng nhận đã tiêm phòng đầy đủ từ trước đó ít nhất 2 tuần và có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ hoặc 72 giờ. Ngoài ra, quy định này cũng chỉ áp dụng đối với hành khách đã ở lại quốc gia khởi hành ít nhất 2 tuần trước khi rời đi và với các chuyến bay trực tiếp. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng động thái trên là một bước đi quan trọng trong việc nối lại các hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước. Hàn Quốc hiện đã cho phép miễn cách ly đối với người nhập cảnh đến từ hầu hết các quốc gia, bao gồm cả Singapore, nhưng chỉ với những lý do rất thiết yếu như nhân đạo, thăm gia đình hay công tác. Ngày 8 tháng 10, giới chức y tế của Brazil cho biết số ca tử vong do dịch COVID-19 tại nước này đã vượt 600.000 người. Như vậy, Brazil đã trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới ghi nhận số bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi ở mức trên 600.000 người. Tại thành phố Rio de Janeiro, biến thể Delta đang lây lan nhanh chóng. Một nhóm công dân trong thành phố này đã phản đối các biện pháp phòng dịch không đầy đủ của chính phủ. Số ca tử vong do dịch COVID-19 ở Brazil gần đây đã giảm xuống, với hơn 16.000 ca tử vong được ghi nhận vào tháng 9, bằng 1/5 mức đỉnh đạt được hồi tháng 4. Thành phố Rio de Janeiro đang lên kế hoạch tổ chức lễ hội hóa trang thường niên mà không đưa ra những hạn chế vào tháng 2 tới. Các sân vận động bóng đá cũng đã bắt đầu nới lỏng quy định về số lượng khán giả. Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế địa phương đã cảnh báo rủi ro trong việc nới lỏng hạn chế đối với các sự kiện quy mô lớn, trong khi số ca nhiễm mới chưa được kiểm soát hoàn toàn. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS vừa lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu tại Afghanistan. Vụ đánh bom tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Kunduz đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng. Vụ đánh bom xảy ra vào chiều ngày 8 tháng 10 theo giờ địa phương. Theo các nhà chức trách, hơn 140 người bị thương trong vụ việc này. Theo ghi nhận, hơn 300 người đã có mặt tại nhà thờ Hồi giáo nói trên để tham gia lễ cầu nguyện vào thời điểm bị đánh bom. Đây là địa điểm được những người Hồi giáo dòng Shi'i thường xuyên lui tới. Trong một tuyên bố, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cho biết một tay súng của tổ chức này đã thực hiện vụ tấn công. Đây được cho là vụ tấn công nghiêm trọng nhất tại Afghanistan kể từ khi lực lượng Taliban thành lập chính phủ lâm thời từ tháng 9. Đã một tháng kể từ khi đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin được công nhận hợp pháp ở El Salvador, tuy nhiên cho đến nay, người dân nước này đang có những ý kiến trái chiều về việc sử dụng đồng tiền này, trong bối cảnh đã xuất hiện lỗi kỹ thuật trong quá trình giao dịch. Một tháng đã trôi qua kể từ khi El Salvador chấp nhận Bitcoin như một loại tiền tệ chính thức. Tôi coi Bitcoin là một cơ hội cho việc kinh doanh của mình để tăng doanh số và cung cấp các lựa chọn cho khách hàng.
Nhiều người e ngại khi sử dụng loại tiền này, tuy nhiên tôi nghĩ rằng theo thời gian, đồng tiền này sẽ mang lại lợi ích. Tuy nhiên, bất chấp những hy vọng, loại tiền tệ chính thức mới của El Salvador hiện đang gặp vấn đề về kỹ thuật. Hệ thống Bitcoin đã có vấn đề về triển khai. Tất nhiên, đã có những nghi vấn về đồng Bitcoin. Ở đây chúng ta có đồng đô la, mọi người muốn sử dụng đồng đô la và Bitcoin không mang lại điều gì tốt hơn so với việc sử dụng đồng đô la. Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cho biết khoảng một nửa dân số của nước này, tương đương 3 triệu người dân, đã tải xuống ứng dụng Chivo để thanh toán bằng Bitcoin trên điện thoại di động. Tuy nhiên, chính ví điện tử Chivo này là nguyên nhân của các rủi ro kỹ thuật khiến nhiều người mất tiền trong khi giao dịch. Theo hãng tin Reuters, một người đàn ông 32 tuổi đã mất 220 đô la khi rút tiền mặt từ ví điện tử này. Bên cạnh đó, những hành vi như ăn cắp danh tính cũng đã được ghi nhận. Tổng thống El Salvador cho rằng nhu cầu cao về đồng Bitcoin có thể là nguyên nhân của các vấn đề nói trên. Tình trạng hay biến động của đồng tiền điện tử cũng trở thành một mối quan tâm thực sự. Cùng ngày, khi El Salvador triển khai Bitcoin như một loại tiền tệ chính thức, đồng tiền kỹ thuật số này đã giảm mạnh và sau đó đạt mức 40.000 đô la. Dù đồng tiền này đang phục hồi, nhưng người dân El Salvador đã mất niềm tin vào Bitcoin vì sự biến động của nó. Theo kết quả một cuộc khảo sát từ Đại học Trung Mỹ, 9 trên 10 người được khảo sát cho biết họ không hiểu rõ về Bitcoin, trong khi 8 trên 10 người không cảm thấy tự tin về việc sử dụng đồng tiền này. Trong một cuộc thăm dò khác từ Tổ chức Phát triển Kinh tế và Xã hội El Salvador, 93% trong số 233 công ty trả lời rằng họ chưa nhận được thanh toán bằng Bitcoin. Thưa quý vị và các bạn, Lạc Sơn là huyện có số di tích được xếp hạng đứng thứ 3 toàn tỉnh. Với hệ thống di tích phong phú cùng nhiều công trình văn hóa có giá trị về lịch sử, tạo nên quần thể di tích danh thắng gắn kết các điểm di tích lễ hội và du lịch. Trong những năm qua, huyện đã có những giải pháp tích cực trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Phần cuối của chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Năm 2019, di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Khói, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn được đầu tư phục dựng với tổng nguồn vốn trên 6 tỷ đồng. Ngôi đình khang trang, uy nghi được dựng lên không chỉ phát huy những giá trị văn hóa lịch sử, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của người dân trong vùng, mà còn trở thành điểm du lịch tâm linh thu hút du khách thập phương. Sau thời gian dài bị gián đoạn, đến đầu năm 2020, lễ hội Đình Khói đã được phục dựng và tổ chức định kỳ vào tháng Giêng hàng năm. Việc phục dựng lễ hội có ý nghĩa quan trọng trong văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của người dân Mường Khói nói riêng và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Sơn nói chung, qua đó góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa lâu đời của dân tộc. Đình Khói thì mới phục dựng lại, cho nên bà con nhân dân ở cái khu dân cư ở đây là với địa bàn của xã ấy, là rất có ý thức trách nhiệm để gìn giữ và bảo tồn cái di tích văn hóa lịch sử của Đình Khói đã có lâu đời, cũng không chăn thả châu bò quanh cái khu đình, có ý thức là phát hoặc là tự như vậy là quét dọn để bảo vệ cái môi trường nó cũng sạch đẹp. Huyện Lạc Sơn hiện có 173 di tích thắng cảnh đã được đưa vào kiểm đếm với các loại hình gồm di tích khảo cổ, di tích lịch sử cách mạng, di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh. Trong đó có 3 di tích cấp quốc gia và 13 di tích cấp tỉnh. Việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích trên địa bàn huyện được quan tâm. Nhiều di tích đã được trùng tu, sửa chữa và phục dựng, góp phần tích cực vào công tác giáo dục truyền thống, văn hóa, lịch sử địa phương, gắn quảng bá với phát triển du lịch. Trên địa bàn xã Vũ Bình là có 3 cái di tích. Cái thứ nhất là cái di tích đình cổ, cái thứ hai nữa là cái di tích đình cảng, với lại cái đền mẫu của phố Lâm Hóa. Về cái bảo tồn và phát huy cái giá trị văn hóa thì xã thì cũng năm 2014 thì bắt đầu là phục dựng lại cái đình cổ. Thế còn riêng cái đình cảng thì bây giờ là mới phục dựng lại năm ngoái. Còn cái đền mẫu thì cũng được nhà nước công nhận rồi. Hàng năm chúng tôi cũng có làm cái kế hoạch để triển khai cho đến các thôn xóm, phố để tuyên truyền về cái bản sắc dân tộc. Cái thứ này nói chung là bà con cũng hưởng ứng. Là huyện có số lượng di tích lớn của tỉnh, do đó công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, phát huy các giá trị di tích được thực hiện thường xuyên. Hiện huyện Lạc Sơn đang đề xuất giai đoạn 2021-2025 tiếp tục đầu tư tôn tạo các di tích được xếp hạng đã bị xuống cấp,
đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong bảo tồn, phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hóa, tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ các di tích lịch sử, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.